Bùi Hồ được đặt chân đến nhiều nơi ở đất nước Việt Nam và thậm chí là cả nước ngoài. Và một nơi mà Bùi Hồ đã từng mơ ước từ nhỏ đó là Ấn Độ, một cái nôi của Phật giáo. Đã là Phật tử thì ai cũng ao ước được một lần đặt chân đến vùng đất Ấn Độ để mà tìm hiểu về Phật giáo. Và Bùi Hồ đã được may mắn đặt chân đến bốn thánh tích của Đức Phật, hay còn gọi là tứ động tâm, bao gồm là vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, vườn Lộc Uyển hay còn gọi là vườn Nai nơi Đức Phật chuyển pháp luân, thuyết pháp lần đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như và Câu Thi Na, và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Bởi vì nếu như chúng ta đi đến bốn thánh tích này thì lòng tin được phát khởi và tăng trưởng, tức rung động tâm thức. Và mong rằng khi cô bác quý chị cũng như là tất cả các bạn xem video clip này, thì cũng như là lời cảm ơn của Bùi Hồ đến tất cả các cô bác quý chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, chúc cho cô bác quý chị đầu năm mới sức khỏe an lạc. Còn bây giờ cùng với Bùi Hồ để tìm hiểu về bốn thánh tích của Đức Phật. Sau hơn 3 tiếng từ thành phố Hồ Chí Minh bay đến đất nước Nam Á, đó là Ấn Độ, thì Bùi Hồ đang có mặt tại sân bay quốc tế Kolkata, ngay tại một trong cố thủ đô của đất nước Ấn Độ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại đất nước Ấn Độ, một trong những cái đất nước triệu dân. Và nơi Bùi Hồ đang di chuyển vào thì có tên của một thành phố, đó là thành phố Varanasi. Đây là một trong những thành phố cổ nhất ngay tại đất nước Ấn Độ. Mời cô bác quý chị cùng qua đây ha. Nơi mà Bùi Hồ đặt chân đến đầu tiên đó có tên là vườn Lộc Uyển. Của Bùi Hồ đây có tên là vườn Lộc Uyển hay còn gọi là vườn Nai. Nơi đây là nơi mà Đức Phật Thích Ca sau khi giác ngộ và Ngài đắc đạo thì Ngài đến đây, Ngài có thuyết pháp cho năm người đầu tiên là tỳ kheo, đó là năm anh em Kiều Trần Như, và năm người này đã đắc quả A-la-hán ở cô bác quý anh chị, hơn 1.3 tỷ dân. Và chỉ có 0.7% là người dân Ấn Độ theo đạo Phật thôi, còn phần lớn là người dân Ấn Độ họ theo đạo Hindu và theo đạo Hồi và một số đạo khác. Trước khi Đức Phật ra đời thì ở đây đã có 99 mối đạo rồi cô bác quý anh chị. Và nơi đây thì chỉ còn là phế tích thôi. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ rất là thất vọng khi mà vì sao cái một cái nơi linh thiêng và một cái nơi sinh ra Phật giáo thì bây giờ lại chỉ còn là những cái phế tích như thế này, đúng không? Viên gạch phế tích ở đây là thuộc thành phố Varanasi, cũng gần với sông Hằng, là một trong những cái địa điểm khá là linh thiêng. Cái điều mà rất là buồn khi mà đến những cái địa điểm như thế này á, vì ở đây là những cái người thuộc xã hội Ấn Độ tầng lớp thấp nhất, và họ được điều khiển bởi những cái người thuộc đạo tầng lớp cao nhất, đó là tầng lớp Bà La Môn. Và thực tế thì nếu có khách du lịch thì họ sẽ giả bộ cắt cỏ như thế này, và không có khách du lịch thì họ sẽ rời đi. Và chút nữa đây anh cuối đoan sẽ bỡ ngỡ cái việc họ sẽ đứng xếp hàng xin tiền anh. Ở đất nước Ấn Độ thì họ sẽ không ăn thịt. Có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ rất là bỡ ngỡ tại sao thì Bùi Hồ lại đeo một cái cặp như thế này, quải đằng trước như thế này. Tại vì khi đến đây mọi người nói tình trạng một là chèo kéo nè, hai là tình trạng móc túi rất là nhiều. Đất nước 1 tỷ dân thì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra cô bác quý anh chị. Nơi đây thì nơi Đức Phật thuyết pháp bây giờ chỉ còn là những cái phế tích thôi. Mà khi đến đây thì thời tiết cũng khá là mát mẻ. Mặc dù thời tiết vào mùa hè thì đôi khi nó nắng như nắng của miền Tây của mình đó. Mọi người cho rằng là khi mà đến Ấn Độ vào mùa hè có những ngày thì nắng nóng thì kinh khủng, và có những ngày mưa thì lại như thế này. Và đặc biệt khi mình đến đây vào một buổi chiều á, nó có sự những cái giọt mưa nhẹ nhẹ, nó có cho mình một cái cảm giác không khí khá là dễ chịu.
Còn đây là một cái tháp rất là to nè cô bác quý anh chị. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị đó là một cái tháp khá là to luôn cô bác quý anh chị. Bùi Hồ thì ước chừng nó khoảng chừng vài chục mét đó, thì nó gần như là một cái tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên thì cái tháp này được xây tròn, và cô bác quý anh chị có biết được rằng là theo một số sử sách ghi lại thì cái tháp này là nơi lưu trữ những cái tài liệu, những cái kinh của Đức Phật để lại. Và ở trong đây thậm chí là có xá lời của Đức Phật luôn. Qua một thời gian vì sự lịch sử nè, rồi qua khoảng là hơn 2.600 năm rồi, từ lúc Đức Phật đắc đạo và truyền tới bây giờ thì nó cũng đã bào mòn khá là nhiều. Và cái tháp này được vua, các vua chúa xây lại để mà bảo tồn cái kinh Phật của Ngài. Thì thông tin với cô bác quý anh chị là Đức Phật mà đắc đạo đến thời điểm này là cũng hơn 2.600 năm rồi. Một thời gian khá là lâu đúng không? Khoảng 500 năm thì Phật Pháp không có tồn tại ở trên cái đất nước Ấn Độ này luôn. Hôm buổi chiều nay thì mình gặp các tăng sư từ Sri Lanka để mà qua đây. Đó là tượng Phật. Một cảnh tượng phải nói là rất là nhiều Phật tử đến đây để mà đảnh lễ ngay tại một cái tháp to như thế này nè cô bác quý anh chị. Ở đây thì Bùi Hồ biết được những cái thông tin như thế nào thì chia sẻ cho cô bác quý anh chị như thế đó ha. Còn cô bác quý anh chị nào có thể biết thì có thể chia sẻ thêm cho Bùi Hồ với một cái lượng kiến thức khá là ít ỏi như thế này. Thì Bùi Hồ cũng có lẽ là có sự thiếu sót nào trong đó thì mong cô bác quý anh chị góp ý bổ sung thêm ha. Nhìn ở đây nè, cái không khí ở đây nó rất là mát cô bác quý anh chị. Không biết như thế nào mà Bùi Hồ có một cái cảm nhận rằng cái không khí ở đây nó cực kỳ mát vào buổi chiều như thế này luôn. Và mình có như giống như là có một cái năng lượng gì đó rất là khỏe. Có một số người nói nơi này là Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên nên thành nữ ở đây năng lượng tích cực rất là nhiều. Mọi người đến đây có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó và nó cho mình một cái cảm giác nó rất là khỏe. Thì Bùi Hồ hiện nay thì nó mặc dù qua một ngày dài di chuyển hai chặng bay nè, rồi đi xe nữa nè, nhưng mà hiện nay thì mình cảm nhận được một cái nguồn năng lượng nó tích cực vô cùng. Và cũng mong là sẽ có những cái nguồn năng lượng vào những ngày tới tích cực như thế này để mình có thể chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết luôn. Một cái không nguyên rộng lớn và có vẻ khá là uy nghi luôn. Và bây giờ mình lên đó ha cô bác quý anh chị. Qua hàng ngàn năm này những cái viên gạch nó vẫn còn như thế này. Phải nói ngày xưa xây dựng phải nói rất là kiên cố, với những cái nền móng nó rất là chắc luôn. Ô, tự nhiên có mình đi ở đây. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại Savatthi, và nơi Bùi Hồ đang đứng được gọi là kỳ viên tịnh xá. Đây là một cái nơi được cho rằng là những cái khảo cổ còn sót lại đó, thì người ta cho rằng nơi này thì Đức Phật Thích Ca đã có 24 mùa an cư kiết hạ. Có nghĩa là ngày những mùa an cư kiết hạ đó thì ngày
ở đây để mà nghỉ ngơi nè, rồi tụng niệm nè. Và cái nơi mà mọi người đang đang khấn vái đằng sau đó. Hiện nay thì ở đây chỉ còn lại là những cái phế tích thôi. Nơi này là cái nơi mà thứ hai, thánh tích thứ hai. Đó là nơi Đức Phật đã trải qua 24 mùa, 22 mùa an cư kiết hạ. Có nghĩa là 22 năm Đức Phật ở đây để mà nghỉ ngơi là thuyết pháp nè. Thì theo Bùi Hộ tìm hiểu một số ít thông tin đó, mùa an cư kiết hạ là trong cái 6, trong 3 tháng đó thì Đức Phật sẽ, mỗi một năm có 3 tháng thì Đức Phật sẽ ở trong này rồi tụng kinh và nghỉ ngơi ở tại nơi này nè cô bác quý anh chị. Thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị nói tại sao, cũng giống như ở cái địa điểm trước mà Bùi Hộ có chia sẻ cho cô bác quý anh chị đó, tại sao nơi này chỉ còn gọi là một cái thánh tích thôi. Là để tìm được cái nơi này đó thì sau khi mà đạo Phật phục hưng á, thì người ta đã khai quật lên và gặp được cái phế tích như thế này. Cô bác quý anh chị thấy không? Nơi kia ở trên đó đó là nơi mà Đức Phật cũng đã từng giảng thuyết giảng Phật pháp cho các tăng sư trên này nè. Những cái phái đoàn từ Việt Nam sang này, phái đoàn từ Sri Lanka sang á, mà muốn lên đây phải xếp hàng đợi ở trên đó, và thậm chí là mình phải đợi rất là lâu mới được lên trên đó. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng khá là mát mẻ và dễ chịu. Chỉ có một cái phái đoàn Việt Nam đằng kia thì mọi người lên đây để mà có thể là ngồi thuyền nè, rồi tịnh niệm ngay tại chỗ này. Là một cái nơi mà Đức Phật ngài đã nghỉ ngơi ở trong này nè cô bác quý anh chị, giống như là hương thất của Đức Phật á. Còn ở dưới đó là một cái nơi mà để cho Đức Phật có thể giảng cho các tăng đoàn ở đó. Và cái nơi cao nhất là Đức Phật ngồi ở trên đó đó cô bác anh chị. Và các tăng đoàn thì sẽ ngồi ở dưới. Tí xíu nữa thì mình sẽ qua bên kia. Và bây giờ mình mời cô bác anh chị qua bên này trước ha. Đây, sau khi khảo cổ được thì người ta cho rằng cái nơi này là nơi mà Đức Phật sẽ ngồi ở trên đó đó. Đức Phật Thích Ca ngồi ở trên đó và ông giảng pháp cho các tăng đoàn ở dưới này. Cái diện tích ở đây nó khá là lớn cô bác quý anh chị, và người ta chỉ khảo cổ được một phần thôi, còn một phần diện tích rất là lớn vẫn chưa được khảo cổ. Cô bác quý anh chị thấy này này, còn cái nơi bên kia mà đông đông mọi người đang tập trung bên đó là nơi cái hương thất của Đức Phật. Và ở đây có cả cái hương thất của ngài Xì Pha Lý nè, hương thất của tôn giả A Nan nè. Cái nơi ở trên này là ngày xưa Đức Phật ngồi ở trên này đây. Đây, Đức Phật sẽ ngồi ở trên này để mà ông, để mà Thế Tôn có thể thuyết pháp cho các tăng đoàn, cho các chư tăng á. Không ngờ là ngày hôm nay thì lại Bùi Hồ lại có mặt ngay tại này để chia sẻ những cái thước phim mà quý giá nhất cho cô bác quý anh chị mà chưa có cơ hội được đặt chân đến vùng đất Ấn Độ nói chung và ở nơi cái kỳ viên tịnh xá này nói riêng. Ước từ nhỏ đến giờ thì Bùi Hồ cũng đã có thể thực hiện được rồi. Ở đây người ta không có cho mình leo lên nên mình không có trèo lên được. Và nơi này thì có một cái giếng nước phía trước, ở phía trước đó là nơi được cái hương thất của Đức Phật á. Ở đó thì phía trước này có một cái giếng nước nhỏ nhỏ dưới này nè. Và người ta cho rằng cái giếng nước đó ngày xưa Đức Phật thường hay để sử dụng. Và người ta khuyến khích rằng là mình nên đến đây có thể sử dụng cái giếng nước đó để mình rửa tay nè, rửa mặt để cho mình cái tinh thần minh mẫn, trí tuệ minh mẫn của bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị nào có về Ấn Độ, một cái vùng đất được gọi là cái nôi của Đức, cái nôi của Đạo Phật, thì cô bác quý anh chị có thể đến đây để mà tham quan. Mặc dù chỉ còn là phế tích, nhưng mà đây là những nơi mà Đức Phật đã từng ở và từng đi qua, thì nó rất là, nói chung, thiêng liêng và màu nhiệm. Và đây là cái giếng nước mà được cho rằng là ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã sử dụng cái giếng nước này trong 24 mùa an cư kiết hạ. Có nghĩa là trong 24 năm Đức Phật ở đây thì ông đã sử dụng cái giếng nước này để mà sử dụng làm sinh hoạt hàng ngày. Và ngày hôm nay đến đây thì Bùi Hồ gặp một anh người Ấn này, anh đang lấy nước từ cái giếng này nè. Cái giếng này không còn giống như ngày xưa, bây giờ dùng cái máy gặt rồi.
rửa mặt cá. Và đây là cái hình thù cái giếng nước nó nằm ở đây nè. À, bây giờ người ta đã gào lại hết rồi. Anh này anh nói là bây giờ mình sẽ cho anh ít tiền. Ok, thank you. À, gặp khách lại là anh lại gật nước. Mình cho anh 20 ruby, tương ứng 6-7 ngàn tiền Việt à. Và cái giếng nước này thì bây giờ người ta đã gào lại để cho giữ độ an toàn để cho Phật tử đến đây á tham quan. Ồ, cái giếng nước nó sâu lắm luôn nè. Đó, qua 2600 năm rồi cô bác quý anh chị, cái giếng nước này tồn tại cực kỳ lâu. Ở đây là một cây bồ đề khá là linh thiêng trong khuôn viên kỳ viên Tịnh Xá, nơi mà Đức Phật đã từng 22 mùa an cư kiết hạ ở đây. Ở đây thì mình có gặp được hai cái lá. Đây là lá bồ đề nè cô bác quý anh chị. Đó, một cái lá bồ đề rất là đẹp ha, đúng không? Và đây được một cái lá nữa nè. Đó. Được hai lá bồ đề. Người ta tin rằng khi mà nhặt được hai cái lá bồ đề rụng xuống từ cây, những cái lá bồ đề á rụng xuống từ cây bồ đề này thì sẽ được gặp nhiều may mắn. Đó. Bây giờ mình sẽ nhặt hai cái lá bồ đề này đem về. Chỉ nhặt được những cái lá rụng thôi ha. Lá bồ đề rất là đẹp luôn. Được ba cái lá khô. Lá này sao quá. Đây. Đây có những cái lá nữa kìa. Dạ. Về nó rất là ý nghĩa luôn. Mọi người có thể thấy cái lá bồ đề này hoan hỷ nè. Đó. Nhặt ở đây thì cái lá nó rụng xuống thì coi như bình thường, nhưng mà đem về Việt Nam thì đây là những cái lá rất là quý luôn. Người ta muốn được một lần để nhặt được cái lá này nè. Nhưng mà nếu như có những cái lá vàng vàng rớt xuống thì nó càng rụng xuống nó càng hay hơn. Mọi người thì thường đến đây để mà đi ba vòng cái cây bồ đề này để mà cầu sự bình an may mắn á. Có những cái lá xanh xanh ở dưới kia nữa kìa. Yeah, thank you. Ôi, thank you. Ông có nhặt được cho mình cái chiếc lá này. Đây, cái chiếc lá này nhìn đẹp ghê ạ. Đây. Ok. Quên. Ok. Hiện nay là vào một buổi chiều tà, Bùi Hồ đang có mặt tại đất nước Nepal. Và đây là địa điểm thứ hai mà Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị. Đó là khu vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa được Hoàng hậu Maya hạ sinh ngay tại nơi này cô bác quý anh chị. Hay còn gọi là nơi đản sinh của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Ở phía trước mặt của cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn là tượng Đức Phật đản sanh. Một cái bức tượng bằng vàng khá là lớn, và theo chia sẻ của mọi người thì đây là một cái bức tượng được Thái Lan dắt toàn bộ bằng gom quyên góp lại các chùa ở Thái Lan quyên góp lại dắt toàn bộ bức tượng bằng vàng thật. Một cái bức tượng khá là to ha. Một tay của Ngài chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất. Theo sự chia sẻ của mọi người thì từ cái khu kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó thì Hoàng hậu Maya mới về lại quê mẹ của mình, thăm mẹ của mình, thì trong lúc đi 2 ngày 2 đêm thì đến nửa một cái đoạn đường từ kinh thành La Vệ đến đây, đến khu vườn Lâm Tỳ Ni này thì khoảng 40 km, và đi 2 ngày đi bằng xe ngựa thì đến đây. Sau khi Hoàng hậu Maya tắm thì Hoàng hậu Maya đã hạ sanh, hay
Thái tử Tất Đạt Đa ngay tại chỗ này. Ở khu vườn này trước đây thì gọi là một cái khu vườn Lâm Tỳ Ni. Và theo sự ghi chép của một số về Phật giáo đó, thì sau khi hạ sanh ngài Thái tử Tất Đạt Đa thì ông đã bước đi và có 7 đóa sen, một tay chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất nè. Vào một buổi chiều tà như thế này nhìn đẹp ghê á, nhìn quá đẹp luôn rồi. Bây giờ buổi hội sẽ zoom gần lại cho cô bác quý anh chị thấy ha, một cái bức tượng bằng vàng cực kỳ đẹp luôn. Là nơi được cho là có một cái bước chân của Đức Phật khi ngài được Hoàng hậu Maya hạ sanh, hay còn gọi là ngày đản sanh của Đức Phật các cô bác anh chị. Thì ở trong đây người ta không có cho quay phim hay là chụp hình. Buổi chiều khá là khung cảnh khá là thanh bình với một buổi chiều tà như thế này. Và Bùi Hồ mới vừa vô trong cái khu tháp này các bác quý anh chị, thì đây là nơi lưu trữ lại một cái bức tượng đá điêu khắc lại Hoàng hậu Maya hạ sanh Đức Phật, và được sanh ra từ cánh mô phỏng là sanh ra từ cái cánh tay phải của Hoàng hậu Maya, và dưới đó là có một bước chân cho rằng là của Thái tử Tất Đạt Đa, hay còn gọi là bước chân của Đức Phật Thích Ca của bác quý anh chị. Do bên trong không có ghi hình nên Bùi Hồ không thể chia sẻ những cái thước phim cho cô bác quý anh chị hiểu thêm. Và phía trên kia ở đây là một cái lá cờ của Nepal này của bác quý anh chị, một cái lá cờ hình tam giác, phải nói là một cái lá cờ rất là độc lạ đúng không. Tương truyền một số sử sách ghi lại ông là một cái vị vua khá là hung bạo, và sau khi thăm tứ động tâm những cái nơi mà Phật Thích Ca đã từng đi qua thì ông đã xây nên cái trụ đá này, và từ đó ông đã quy y Tam Bảo luôn. Và cũng nhờ cái trụ đá này mà sau này UNESCO mới công nhận rằng đây là một cái khu vườn mà Đức Phật Thích Ca đã từng đản sanh ngay tại này. Tại vì cái trụ đá này nó có từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên của bác anh chị, có nghĩa là có khoảng 2.000 mấy trăm năm rồi. Và trên cái trụ đá này vẫn còn những cái vết tích, những cái chữ và nhờ cái trụ đá này nơi này được UNESCO công nhận hàng rào, đá rào là một cái hàng rào. Không biết cái trụ đá này xây bằng cái chất liệu gì mà nó trải qua hàng ngàn năm nó vẫn kiên cố như vậy. Còn đây là ở trên cái khúc này á, là ở trên đầu của một cái trụ đá này nè cô bác quý chị. Sau này thì người ta sẽ để ở dưới này để bảo tồn cái sự nguyên vẹn của nó đó. Cô bác quý chị thấy không? Phải nói những người mà ngày xưa đó người ta xây dựng một cái công trình nó cực kỳ kiên cố luôn. Ở trên đó có những cái ký tự nhỏ nhỏ trên đó nữa kìa. Và theo một số sử sách ghi lại thì sau khi vua A Dục quy Tam Bảo thì ông đã quyết định về đất nước mình và giảm khoảng hơn 30% xu thế. Và lúc đó thì cuộc sống của người dân rất là thanh bình luôn cô bác quý anh chị. Như vậy là sau khoảng hơn 15 phút với hơn 100 Phật tử thắp nến thì một cái đóa hoa sen ở trên đã hiện ra luôn, rất là lung linh. Ở dưới là cái chữ Nam Mô Buddha, ở dưới này là dòng bánh xe chuyển pháp luân, rất là đẹp. Đối với Phật giáo thì Bồ Đề Đạo Tràng là nơi quan trọng nhất của cuộc đời Đức Phật Thích Ca.
Đây là nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi thiền định dưới cây Bồ đề, giác ngộ và chứng được đạo chánh đẳng chánh giác. Trải qua lịch sử hơn 2600 năm thì cây Bồ đề từng bị đốn hạ rồi trồng lại nhiều lần. Ngày nay hậu duệ của nó vẫn phát triển mạnh mẽ. Bùi Hồ có dịp đặt chân đến Bồ đề đạo tràng, một cái cảm giác trong lòng nó rất là thanh thản, hòa cùng với những Phật tử thì mình cảm thấy mình được may mắn hơn rất là nhiều người khi được đứng đây và cầu nguyện một điều gì đó bình an đến riêng bản thân gia đình Bùi Hồ và cho tất cả mọi người. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì sao cũng sau hơn 2 tiếng từ Nepal di chuyển đến về Ấn Độ, và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái nơi được gọi là hơn 2500 năm trước thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn tại đây. Bùi Hồ là một trong Phật tử rất là may mắn được có cơ duyên trở về vùng đất Ấn Độ này để chia sẻ những cái thánh tích mà Đức Phật đã từng đi qua cho cô bác quý anh chị biết được luôn. Và ngày hôm nay thì mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong một cái nơi rất là linh thiêng, thiêng liêng cho những người con là con của Phật. Mời cô bác quý anh chị vào bên trong ha.
Nơi đây là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, và sau đó thì 7 ngày thì các chư tăng sẽ đưa Đức Phật đi qua bên cái tháp Trà Tỳ để mà thực hiện hỏa thiêu, các bác quý anh chị. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục theo Bùi Hồ ha.